xin chào cô chú anh chị và các bạn. Dũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe. Giờ khoảng 7 giờ sáng, hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2023 nha các bạn. Hôm nay Vũ đi làm camera ở dưới xã Thới Thuận, mà đi ra đường xe chứ không có đi đường ghe nha các bạn. Thì giờ Vũ bắt đầu đi, Vũ quay cái video hành trình Vũ đi để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Giờ Vũ đi đang đi trên đường này là đường quốc lộ 57B nha các bạn. Hồi trước là đường tỉnh lộ 883, giờ đổi lại quốc lộ rồi. Thì, mấy bữa nay ở Bình Đại mưa nhiều lắm các bạn ơi. Do ảnh hưởng của bão á, mưa suốt ngày suốt đêm luôn à. Mới mưa qua chỗ đi xuống tới đây là ngay đây, hồi trước là ngay bến cò nè các bạn. Ở đây thì một bên là ấp Bình Chiến, mé tay trái là ấp Bình Chiến, còn mé tay phải là ấp Bình Thuận nha các bạn. Hồi đó có một ấp, giờ tách ra hai ấp. Đây thì có chiếc xe buýt đang chạy lên thành phố Bến Tre. Có cây sồi lớn lắm mà nó bọng, gọi là biệt danh là sồi bọng. Ở đây có đại lý thức ăn tâm loại, thức ăn thủy sản. Võ Thị Thò là đường hàng tổng chạy thẳng xuống đó các bạn. Hôm nay làm lợn rất là ngon luôn. Đây có chỗ quán cà phê rồi rửa xe.
Phước thì tới cầu 30 tháng 4 nha các bạn. Này đường thẳng nè, đó cái cầu cũ, sau này làm cái cầu mới dời lên đây. Giờ ông trời ông é nắng nắng lên nè, sáng giờ mưa. Đây là cái cầu 30 tháng 4. Bên đây là thị trấn Bình Đại, bên đây là xã Thành Phước nha các bạn. Qua bên cầu là xã Thành Phước. Km nha các bạn. Còn các bạn đi thẳng là các bạn đi xuống xã Thới Thận. Thì ở ngay ngã ba Đê Đông này thì có khu du lịch ngồi giữ rừng nha các bạn. Ghé đổ xăng.
cây tôm giống lên. Đây là quán nướng ngũ vị 8K. Thank you.
trong. Đây là xã nông thôn mới của xã Thạnh Phước nè các bạn. Ở đây là lộ này là lộ 16. Lộ này các bạn đi thẳng là các bạn đi về xã Đại Hòa Lộc, đi về xã Thạnh Trị, rồi đi lên ngang cây trơm ra quốc lộ 57 cũng được nha các bạn. Bà con mà đi ở xuống Thới Thuận thì thường hay đi thẳng cái đường này lên luôn, không có đi qua chợ, thẳng lên ngang cây trơm luôn. Rồi giờ ghé đây đổ xăng nha các bạn. Tháo đồ ra đổ xăng. Rồi đổ xăng rồi. Giờ vũ ra đi tiếp nha các bạn. Đổ 50 ngàn thì được 2 lít xăng nha các bạn, hai mấy ngàn lít. Đó, ở đây có cái bảng báo nè. Các bạn quẹo tay trái là về Thừa Đức, về thị trấn Bình Đại nha các bạn. Còn các bạn rẽ tay phải là đi ra bến đò Thủ, đi qua Ba Ti nha các bạn. Đây có bách hóa xanh, hôm nay đóng cửa rồi. Đó, đường này là xuống bến đò Thủ qua Ba Tri nè. Đó, giờ còn chủ đi xuống Thới Thuận thì đi thẳng. Ở đây có chỗ này bán nghêu nè. Đây có nhà trọ cho thuê tháng nè. Tivi. Có điện cơ khoang. Nắng lên này ấm áp. Từ đây xuống Thới Thuận là 7 km nữa nha các bạn. Đây là mấy cái ruộng muối nè các bạn. Mùa mưa này thì nước ngập rồi người ta không có làm được, mà tới mùa khô là ở đây là người ta làm muối nè. Đó, đây là cái mấy cái chòi để người ta trữ muối, dựa muối nè các bạn.
người ta làm muối. Tôm giống với thức ăn đó các bạn, đó người ta đang xây dựng đó. Nghe nói là chỗ đó sản xuất tôm giống của CP hay gì á, nhưng mà thấy chưa có để bảng hiệu luôn, mình không biết. Đây là trại tôm giống Cadet của Bình Đại. Kém trên là giống như một cái cồn á. Mé bên này thì sông cộng Thới Thuận, còn mé ngoài kia là giáp biển các bạn, xã Thới Thuận á. Có tên gọi là chợ Dòng Giếng nha các bạn. Ở đây chắc hồi xưa là cái dòng á, gọi là Dòng Giếng luôn. Ở đây có 2-3 cái dòng đây à. Dòng có dòng vú sữa nữa. Như trước mặt Vũ đây, quẹo vô đây là dòng vú sữa nè. Làm mà chạy tối ngày hầu như đi ở ngoài nó nhiều hơn, nhưng mà nhiều khi đi làm rồi rắp rồi chạy không có quay, tại vì nếu mà mình quay thì mình phải chạy đi chậm chậm chứ không có chạy lẹ. Hôm nay thì Vũ đi sớm chút xíu để quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Ở đây là tàu kém dưới. Thì xã Thới Thuận là giáp với xã Thạnh Phước một khúc rồi mà đi qua cầu nha các bạn. Chắc khoảng này là cũng gần gần giáp ranh với xã Thới Thuận rồi đó.
đây có cái ngã ba nha, các bạn đi thẳng là đi xuống cầu Vũng Luông đi qua Thới Thuận nha. Còn bây giờ Vũ Ghẹo quẹo qua đây. Đây ngay đầu đường này cũng có chỗ mua tôm cá. Đó, đường này là đường đi vô trong này, Vũ biết có cái dòng mà gọi là dòng cây trăm của xã Thạnh Phước á các bạn. Thì con đường này là trồng me nè, hai bên là me không à. Và năm nữa là đường này là đường me. Đây có cây sủa đũa trổ bông rồi nè các bạn. Sủa đũa trổ là thấy có gió chướng rồi đó. Gió chướng là nó trổ à. Con sủa đũa, con sủa đũa là để nấu canh chua ăn. Ở đây có khu nuôi tôm công nghệ cao. Ở khu vực này là đập bây giờ người ta không còn làm đập nữa các bạn, người ta lên ao để nuôi tôm hết trơn rồi. Có cái ao người ta đang nuôi tôm nè các bạn, đang thu nè. Thu này tôm này người ta bắt để ở đây ta gọi là chạy oxy, là chạy tôm sống luôn đi bán các bạn. Này xe này ở Hà Nội nè, bản số 36. Ở miền ngoài. Ở đây có quán mới mở ngay đầu đường nè. Đó, đây là cái đường này là vô đường là vô đập không à nha các bạn. Đây toàn là đập không. Này đường đá nó hơi xấu, chạy nó hơi tưng. Chắc cái video nó có hơi rung rồi cô chú anh chị và các bạn xem cũng thông cảm ha. Đó. Đây vô đường này đường đá mi. Đó, đây mấy cái đập thôi đó các bạn. Đây khu queo không có mưa, còn ở trên Bình Đại mưa te tua hổm rồi, mưa đêm luôn nữa. Còn đây hồi hôm không có mưa nè, nhìn thấy khu queo à. Ở đây thì có số bà con còn làm đập, còn số là bà con lên ao để nuôi tôm. Ở đây vô đây không có nhà, nhà thưa lắm các bạn, chỉ có mấy cái chậu để giữ đập giữ tôm thôi. Thì đường này người ta đổ đá để người ta chạy cho nó đừng có lầy.
này là ở trong chạy ra nè. Trong này hôm nay có cái ao nuôi công nghệ mới thu. Ở dưới khu vực này là nước mặn, không có cây gì ngoài cây đước với lứt đồ bậy bạ thôi. Đây có mấy cây đước. Mấy cái bình điện nè các bạn. Hiện giờ nuôi tôm là ta sử dụng điện hết rồi chứ không có còn chạy máy như hồi trước nha các bạn. Nó đây là cái khu này là đập hồi trước, giờ người ta lên ao công nghệ hết trơn à.
nước. Vũ chạy tới chỗ làm rồi các bạn ơi. Vũ xin ngừng kết thúc cái video đây. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha.